sử dụng trạm cân lưu động để trị xe quá tải khu vực cảng Cát Lái. Gần 1 hectare bơ của người tố cáo nạn phá rừng, nghi bị kẻ xấu chặt hạ. Tàu không đường ray phục vụ World Cup 2022. Phát hiện gần 400 lóng gỗ thông bị chôn dưới lòng đất. Câu chuyện độc đáo hôm nay, chúng ta sẽ đến Đồng Tháp xem cách kinh doanh kỳ lạ của một chàng trai yêu môi trường. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 7 năm 2019. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Thúy Quyên của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Trong những ngày gần đây, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành đặt trạm cân lưu động tại khu vực đường Võ Chí Công, quận 2 để kiểm tra xử lý các xe chở hàng hóa quá tải ra vào cảng Cát Lái. Đây được xem là cách để kiểm soát trọng tải các phương tiện trên tuyến đường này. Đây là khu vực có lưu lượng rất lớn các loại xe chở hàng hóa từ các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu di chuyển từ đường cao tốc xuống. Tuy nhiên, công tác kiểm soát tải trọng tại đây lâu nay vẫn chưa được chặt chẽ. Tất cả các cái tuyến đường vào cảng Cát Lái thì hướng từ quận 7 qua, hiện tôi đã có cái trạm cân số 4, trạm cân tự động. Hướng từ đường Đồng Văn Cống vào thì chúng tôi đã có trạm cân số 5. Do đó, thanh tra sở xác định đường Võ Chí Công, nếu chúng ta kiểm soát tải trọng chiều vào thì sẽ khép kín gần như 100% các cái tuyến đường vào cảng Cát Lái. Trong 6 tháng đầu năm nay, Thanh tra Giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý hơn 900 vụ vi phạm về chở hàng quá tải trọng cho phép với tổng số tiền xử phạt hơn 14 tỷ đồng. Sáng nay, tàu cứu nạn SAR-411 đã đưa hai thi thể được phát hiện từ vùng biển đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng về cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để bàn giao cho lực lượng chức năng xác định danh tính nạn nhân. Rất đông thân nhân các ngư dân ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu có mặt ở cảng để đón các thi thể về quê nhà. Đây là hai thi thể được các tàu cứu nạn tìm thấy xung quanh hiện trường vụ tàu NA95899TS bị đâm chìm vào ngày hôm qua. Trong đó, một thi thể mới được xác định là ông Nguyễn Văn Tùng. Thi thể còn lại do đã phân hủy nặng nên cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc nhận dạng. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp trong công tác vận chuyển hai thi thể về khu vực chuyên dụng đủ khả năng bảo quản thi thể trong quá trình khâm liệm hoặc cho xét nghiệm nhận dạng danh tính. Theo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, trong ngày 17 tháng 7, tàu Tân Cảng 69 đã dùng 3 tời nối vào 3 dây cáp luồn xuống đáy tàu chìm và tổ chức trục vớt. Tuy nhiên, khi kéo lên thì không thành công do tàu cá quá nặng, khoảng 200 tấn và một phần đã bị vùi dưới cát. Việc trục vớt con tàu gặp nạn và tìm kiếm 7 ngư dân còn mất tích sẽ tiếp tục trong các ngày tới. Trong công điện về việc tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân trong vụ tàu cá NA95899TS bị chìm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bằng mọi biện pháp chỉ đạo các cơ quan chức năng trục vớt tàu bị chìm để tìm kiếm nạn nhân, tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân gây tai nạn để xử lý theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sáng nay, ông Lê Văn Ba ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã rớt nước mắt khi phát hiện gần 1 hecta bơ của gia đình bị kẻ xấu chặt hạ không thương tiếc. Tại hiện trường, gần 400 cây bơ ghép hơn 3 năm tuổi. Trong đó có những cây đã cho trái bói của gia đình ông Ba đã bị kẻ xấu chặt hạ ngang thân đổ khắp vườn. Theo ông Ba, ông là một trong những người tố cáo về việc nhiều đối tượng triệt hạ rừng cộng đồng tại xã Lộc Phú để chiếm đất. Sau khi cơ quan chức năng tiến hành làm việc, kiểm tra diện tích rừng cộng đồng bị triệt hạ, thì cũng là thời điểm vườn bơ của gia đình ông bị kẻ xấu chặt hạ. Ông rất mong các ngành chức năng huyện Bảo Lâm sớm điều tra vụ việc, xem đây có phải là sự trả thù theo kiểu ném đá giấu tay để xử lý nghiêm theo pháp luật và bồi hoàn số tài sản tổn thất quá lớn đối với gia đình của ông. Hệ thống tàu điện tốc độ cao không cần đường ray, được gọi tắt là ART, nhận được đánh giá tích cực trong lần chạy thử đầu tiên tại Qatar hồi đầu tuần và sẽ được sử dụng để phục vụ World Cup 2022. Hệ thống ART được phát triển bởi Trung Quốc, ra mắt thị trường vào năm 2017. Đầu tàu chạy điện được trang bị cảm biến để đọc hình dáng con đường, cho phép nó tự động lên kế hoạch cho tuyến đường riêng thay vì chạy trên đường ray thông thường. Tàu được dùng trong đô thị, chở được 307 hành khách với tốc độ tối đa 70 km/h, có ưu điểm nhanh, rẻ và không gây ô nhiễm, tổng hợp các ưu điểm của xe buýt, tàu hỏa và xe điện. Quá trình thử nghiệm rất tuyệt vời và chúng tôi thấy hệ thống ART có thể đáp ứng yêu cầu về hiệu quả vận chuyển. Tất cả chỉ số thử nghiệm sáng nay đều thành công.
Các quan chức Qatar đã tham gia chạy thử 10 km. Sau khi chạy thử, các quan chức đã ca ngợi hệ thống này và nói rằng sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án có liên quan và áp dụng chúng để phục vụ World Cup 2022. Sáng nay, Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung khám nghiệm hiện trường vụ nghi án mạng xảy ra tại một phòng trọ trong khu dân cư Minh Tuấn tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An. Nạn nhân là một phụ nữ 53 tuổi làm tạp vụ cho một công ty ở gần khu trọ. Theo các nhân chứng, vụ việc được phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày. Khi đó, người con rể của bà T tới phòng trọ của mẹ vợ để lấy đồ thì nhìn thấy mẹ vợ nằm trên nền nhà. Khi mở cửa phòng trọ vào để kiểm tra thì mọi người phát hiện bà T đã tắt thở, trên cổ là vết cắt với nhiều máu. Các nhân chứng tại khu nhà trọ cho biết, trước đây bà T có qua lại với một người đàn ông. Người đàn ông này thường xuất hiện tại khu nhà trọ, từng yêu cầu bà T phải sống chung với mình, nếu không sẽ có chuyện. Vụ việc đang tiếp tục được công an làm rõ. Từ nguồn tin tố cáo của người dân, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện gần 400 lóng gỗ thông bị triệt hạ và chôn dưới lòng đất tại khoảnh 6, tiểu khu 4383 thuộc địa bàn xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Tại hiện trường, Chi cục Kiểm lâm phải huy động gần 10 người dân mới đào bới được gần 400 lóng thông có đường kính từ 17cm đến 40cm, chiều dài từ 0,9m đến 1,5m bị chôn lấp, thời hạn dự đoán ban đầu khoảng từ 1 tháng đến vài tháng. Hiện chưa thống kê được tổng số gốc thông bị triệt hạ. Được biết, số thông bị triệt hạ và phi tang nằm trên diện tích khoảng 2 hectare được rào lưới B40 xung quanh, thuộc phần diện tích rừng cộng đồng, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao cho Tổ cộng đồng dân cư thôn 4, xã Lộc Phú, do ông Nguyễn Đức Dạo làm tổ trưởng. Diện tích được giao hơn 230 hectare, trong đó có hơn 192 hectare quản lý bảo vệ rừng và hơn 32 hectare trồng và chăm sóc rừng. Chỉ có 5,85 hectare là diện tích sản xuất nông lâm kết hợp. Theo kiểm đếm vào cuối năm 2017 của cơ quan chức năng, thì số diện tích rừng cộng đồng đã bị lấn chiếm và trồng cây nông nghiệp là hơn 76 hectare. Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm cũng đã nhiều lần kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thu hồi diện tích đất rừng cộng đồng này. Được biết, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã giao cho Thanh tra huyện thanh tra toàn diện đối với dự án rừng cộng đồng dân cư thôn 4, xã Lộc Phú. Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục kiểm đếm, thống kê số thông bị triệt hạ để làm cơ sở xử lý vụ việc theo quy định. Khi đến quán uống nước, khách được tặng một ống hút tre thay thế ống hút nhựa. Điểm đặc biệt là trên ống hút tre này có khắc tên người khách. Uống nước xong, khách có thể mang ống hút tre về nhà tiếp tục sử dụng. Cách làm này của một chủ quán nước ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều khách hàng. Người đưa ra ý tưởng này là anh Huỳnh Công Hiền, 35 tuổi, chủ quán cà phê Xưa, tọa lạc tại phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Anh Hiền cho biết, đa số các vật dụng đều được làm từ gỗ, gần gũi với thiên nhiên. Cách đây một tuần, khi về quê thấy vườn nhà có nhiều tre, trúc, nên anh nảy sinh ý định làm ống hút để tặng mọi người. Khi khách hàng vô đây uống nước, thì họ sẽ cho cung cấp cho mình thông tin và mình sẽ khắc tại chỗ cho họ thấy được là chính là cái ống hút đó là của sở hữu của họ và tên của họ sẽ nằm trên ống hút đó luôn. Thì đem cho, không nhất thiết là họ phải sử dụng ở quán của mình, mà có thể là họ đem đi khắp mọi nơi và có thể là đi một quán khác để họ sử dụng, để có hạn chế là để cái việc là ống hút nhựa nó sẽ thải ra ngoài. Khi bước vào quán, nhiều vị khách cảm thấy lạ khi được hỏi thông tin, nhưng sau đó được mang ra ly nước giải khát có để sẵn một ống hút bằng tre có khắc tên mình lên trên đó, thì mọi người đều cảm thấy bất ngờ và thích thú. Bây giờ nó ống hút tre này nó làm cho mình không sử dụng hút bằng mũ thì nó làm cho ô nhiễm môi trường, nên nó hạn chế. Ví dụ tặng vậy một người có thể sử dụng được 5-6 tháng, à, khi người ta đến đây người ta có thể người ta lấy về, người ta xin về hoặc là được biếu về đây người ta để dành cho người nhà người ta xài nữa, thì nó sẽ hạn chế được cái ống hút bằng mũ để cho nó không có bị ô nhiễm môi trường. Qua một cái ống hút bằng tre trúc như vậy rất là thích và mình cảm giác được an toàn, đặc biệt là an toàn. Bây giờ hiện đại bây giờ chúng ta luôn cái lúc nào cũng là sức khỏe là trên hết, mà những ống hút như mũ nhựa này nọ thì nó độc hại cho sức khỏe. Như được lại anh chủ quán ở đây rất là hay vì có cái ý tưởng là tận dụng những cái thiên nhiên vào cái quán của mình. Ngoài việc tặng ống hút tre cho khách, anh Hiền còn thu mua và lượm lặt những tấm gỗ cũ về để chế biến lại, thổi hồn vào đó thành những bức tranh bút lửa đầy sức sống.
vừa để thỏa mãn niềm đam mê hội họa, vừa phục vụ khách. Anh Hiền cho biết, hiện tại quán của anh tặng ống hút tre theo hai hình thức. Nếu là khách quen được cung cấp trước thông tin, sẽ khắc chữ trên vi tính. Còn khách mới đến sẽ được tặng ống hút khắc chữ tại chỗ sau khi được cung cấp thông tin. Ngoài tặng ống hút, anh cũng tặng thêm dụng cụ vệ sinh ống hút. Trong vòng chưa đầy một tuần lễ, anh Hiền đã tặng hơn 200 ống hút bằng tre trúc cho khách có khắc tên. Như vậy, đã có hơn 200 người nói không với ống hút nhựa. Hiện tại, anh Hiền đang trồng thêm tre trúc tại nhà để có đủ nguồn nguyên liệu làm ống hút tặng khách. Ngoài ống hút, anh cũng đang nghiên cứu tạo thêm nhiều dụng cụ bằng tre để tặng khách nhằm lan tỏa sâu rộng thông điệp nói không với rác thải nhựa đến mọi người. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào 11h30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!